Song Heung-min tịt ngòi, tuyển Hàn Quốc thoát hiểm nhờ siêu phẩm như Messi của sao PSG. Tuyển Hàn Quốc chơi lấn lướt trước Bahrain trong ngày ra quân tại ASEAN Cup 2023. Tuy nhiên đã có thời điểm, Song Heung-min và đồng đội bị đối thủ đặt vào thế khó. Phút 87, Lee Kang-in chọc khe tinh tế để Song Heung-min thoát xuống đối mặt thủ môn tuyển Bahrain. Tuy nhiên trong thế đối mặt và góc sút khá rộng, đội trưởng tuyển Hàn Quốc lại đặt lòng ra ngoài. Đó có thể coi là hình ảnh tiêu biểu của tuyển Hàn Quốc trong trận ra quân ASEAN Cup 2023 vào tối nay ngày 15 tháng 1, khi Lee Kang-in thể hiện đẳng cấp với một loạt pha bóng ấn tượng. Còn Song Heung-min lại tỏ ra vô duyên đến khó hiểu. Trước đối thủ hạng 86 thế giới, kém mình tới 63 bậc, tuyển Hàn Quốc nhanh chóng làm chủ thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Hàng thủ tuyển Bahrain liên tục phải oằn mình chống đỡ. Và rồi đến phút 38, lưới của đội bóng Tây Á đã tung lên. Từ pha đá phạt nhanh bên sân nhà của Kim Min Jae, bóng được các cầu thủ Hàn Quốc đẩy xuống biên trái rồi trả ngược vào trong. Hoang In-beom ở cánh phải chỉ chờ có thế, âm thầm xâm nhập rồi đặt lòng đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng càng giúp tuyển Hàn Quốc chơi tự tin hơn. Tuy nhiên đúng vào lúc đội bóng này mải mê dâng cao, tuyển Bahrain đã có được bàn gỡ hòa. Phút 51, tận dụng phút bất tập trung của tuyển Hàn Quốc, các cầu thủ Bahrain có pha đập nhã ăn ý bên cánh trái. Mohamed Mahonon dứt điểm trúng vào người một hậu vệ áo đỏ bật ra và An Hasak có mặt bình tĩnh đá bồi tung lưới đối thủ, gỡ hòa 1-1. Bàn thua bất ngờ khiến huấn luyện viên Jurgen Klinsmann tỏ ra giận dữ. Ông lập tức xua tay yêu cầu tuyển Hàn Quốc tấn công để tái lập thế dẫn trước. Trong khi đó, tuyển Bahrain chủ động lùi sâu để bảo vệ tỷ số. Giữa thời điểm đang vấp phải khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương, tuyển Hàn Quốc bất ngờ có được bàn thắng nhờ một khoảnh khắc ngôi sao. Phút 56, từ cự ly gần 25m, Lee Kang-in tung cú cứa lòng chân trái đẹp mắt, đưa bóng chạm mép trong cột dọc đi vào lưới, bất chấp nỗ lực bay người cản phá của thủ môn Bahrain. Cú đá bằng chân trái của tiền vệ thuộc biên chế PSG khiến người hâm mộ không khỏi liên tưởng đến những tình huống ghi bàn thường thấy của Messi. Cải bỏ được áp lực sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, các cầu thủ Hàn Quốc thảnh thơi làm chủ cuộc chơi trong những phút còn lại. Phút 68, Lee Kang-in hoàn tất cú đúp với một pha quạt bóng đánh lừa đối thủ rồi đặt lòng vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-1. Trong những phút cuối trận, Song Heung-min nỗ lực tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình nhưng các cơ hội lần lượt trôi qua chân tiền đạo này. Chung cuộc, Hàn Quốc mở màn ASEAN Cup 2023 bằng trận thắng 3-1 trước Bahrain. Ở hai trận tiếp theo, đội bóng này sẽ lần lượt chạm trán Jordan ngày 20 tháng 1 và Malaysia ngày 25 tháng 1. Đội hình xuất phát: Hàn Quốc 4-4-2 Kim Se-ang-gil, 1 Seung Jang-woo, 22 Se-ang Hyeong-jung, 15 Kim Min-jae, 4 Lee Ki-jae, 2 Lee Kang-in, 18 Park Jong-woo, 5 Hoang In-beom, 6 Lee Jae-sung, 10 Song Heung-min, 7 Cho Woo-sung, 9 Bahrain 4-4-2 Ebrahim Nukpala, 22 Mohamed Adel, 18 Amin Benadi, 2 Will An Hayam, 3 Haja Ali, 19 Ali Madan, 7 Mohamed An Hadan, 6 Moser Atef, 13 Mohamed Mahonon, 8 Kamil An Awad, 10 Abdullah An Hasak, 14. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.